Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Giới chức Kenya thông báo ít nhất 23 người thiệt mạng và 16 người vẫn được thông báo là mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người dân chạy lũ bị lật úp trên sông Tana ở miền Bắc nước này. Theo hội chữ thập đỏ Kenya, chiếc thuyền chở 43 người gặp nạn hôm 28 tháng 4 vừa qua. Đến nay mới chỉ có 4 thi thể được trục vớt lũ lụt nghiêm trọng đã khiến hàng trăm hộ gia đình ở Garissa buộc phải di rời và tìm nơi trú ẩn tạm thời tại các trường học, trong khi các nhân viên cứu trợ cũng đang chạy đua với thời gian để phân phát thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cho người dân vùng thiên tai. Thống đốc Garissa, Nathip Jama Adam cho biết, Chúng tôi không thể đi lại, chúng tôi không thể đi tới Nairobi hoặc từ Nairobi về nhà của chúng tôi ở miền Bắc Kenya. Việc kinh doanh bị ảnh hưởng, mọi người đã đủ khổ lắm rồi, chưa kể mạng sống còn bị đe dọa. Mưa liên tục ở Kenya gây ra lũ lụt khiến ít nhất 169 người thiệt mạng kể từ giữa tháng 3 và cục khí tượng nước này đã cảnh báo sẽ có nhiều mưa hơn trong những ngày tới. Hôm 29 tháng 4, một vụ vỡ đập đã xảy ra tại khu vực Mai Mahiu, miền trung Kenya. Theo cảnh sát địa phương, đập Okijabe bị vỡ khiến nước lũ tràn vào nhà dân và phong tỏa một tuyến giao thông lớn ở vùng Rift Valley. Những hình ảnh đăng tải trên truyền thông Kenya cho thấy nhiều cây cối đổ rạp trong nước lũ, trong khi một số ô tô bị mắc kẹt giữa những khúc gỗ và bùn. Các trường hợp thiệt mạng nêu trên đã nâng tổng số người thiệt mạng do mưa lớn và lũ lụt kéo dài từ tháng trước. Theo số liệu được chính phủ công bố hôm 27 tháng 4, lũ quét đã nhấn chìm các con đường và khu vực lân cận, khiến hơn 130.000 người thuộc 24.000 hộ gia đình phải di rời. Nhiều người trong số đó ở thủ đô Nairobi. Có 64 trường học ở Nairobi chiếm khoảng 30% tổng số trường công lập đã bị lũ lụt tàn phá nặng nề. Cũng trong ngày 29 tháng 4, Kenya thông báo sẽ hoãn việc mở lại trường học trong một tuần do lượng mưa lớn rồn rập gây lũ lụt nghiêm trọng ở quốc gia Đông Phi này. Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Giáo dục Ezekiel Machogu cho biết mưa lớn đã tàn phá nghiêm trọng một số trường học, khiến việc giảng dạy trực tiếp không thể thực hiện vì lý do đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Bộ đã quyết định hoãn việc mở cửa trở lại tất cả các trường tiểu học và trung học trong một tuần đến ngày 6 tháng 5 tới khu vực Đông Phi cũng đã phải hứng chịu lũ lụt kỷ lục trong mùa mưa hồi cuối năm 2023. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Trong nỗ lực nhằm ứng phó với những trận mưa lớn xảy ra thời gian gần đây, Ban Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã cử một đoàn kiểm tra công tác phòng chống lũ trên lưu vực sông Dương Tử, Trường Giang, trong đó có các đoạn đề trọng điểm trên dòng chính và các nhánh quan trọng của con sông này ở các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tây. Đoàn kiểm tra dẫn dự báo cho biết, tình trạng khí hậu trên cả nước này nhìn chung là kém trong mùa lũ năm nay, nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện, đặc biệt lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Theo đánh giá của đoàn, hệ thống phòng chống lũ lụt và hạn hán của ba tỉnh trên còn một số khâu yếu. Tình hình kiểm soát lũ lụt và hạn hán phức tạp nghiêm trọng là khu vực kiểm soát lũ lụt trọng điểm ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Nhiệm vụ phòng chống lũ của ba tỉnh Hồ Bắc hồ nam và giang tây là hết sức nặng nề đoàn kiểm tra đã yêu cầu ba tỉnh làm tốt công tác phòng chống lũ lụt hạn hán cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai kiểm tra toàn diện các nguy cơ tiềm ẩn kịp thời khôi phục chức năng kiểm soát lũ của các công trình bị lũ lụt tàn phá tăng cường quản lý đê điều hồ chứa kịp thời chuẩn bị lực lượng và vật tư ứng cứu khẩn cấp đẩy nhanh xây dựng khu chứa và ngăn lũ cũng như đẩy nhanh xây dựng năng lực ứng phó khẩn cấp ở cơ sở trước đó thủ phủ quảng châu tỉnh quảng đông miền nam nước này đã phải hứng chịu một cơn lốc xoáy mạnh khiến 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương. Mới đây, một cơn lốc xoáy mạnh xảy ra ở thị trấn Trung Lạc Đàm, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Thông tin do cơ quan khí tượng tỉnh Quảng Đông cho biết, cường độ lốc xoáy được xác định sơ bộ là cấp 3. Lốc xoáy mạnh, đường tác động của lốc xoáy dài khoảng 1,7 km, trạm khí tượng thôn Lương Điền cách tâm lốc khoảng 2,8 km, ghi nhận sức gió giật tối đa lên đến 20,6 m trên giây cấp 8. Sau khi thảm họa xảy ra, thành phố Quảng Châu và quận Bạch Vân thành lập các nhóm công tác bao gồm cứu hộ, sửa chữa khẩn cấp, giải quyết hậu quả và đảm bảo trật tự, bắt đầu ứng phó khẩn cấp, điều động y tế, công an, cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy, xây dựng nhà ở và nhân viên thực hiện các công tác liên quan. Các cơ quan liên quan của quận Bạch Vân cho biết, tính đến 22 giờ ngày 27 tháng 4, công tác tìm kiếm cứu nạn tại chỗ đã cơ bản hoàn thành. Thảm họa khiến 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương, 141 nhà máy bị hư hại. Rất may không có ngôi nhà nào của người dân bị sập. Sau thiên tai, quận Bạch Vân sẽ tiếp tục thực hiện công tác cứu trợ, đồng thời sắp xếp hợp lý hoạt động sản xuất và sinh hoạt cho những người dân bị ảnh hưởng. Theo phân tích sơ bộ của cơ quan khí tượng Quảng Đông, lốc xoáy là hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh, cục bộ, quy mô nhỏ, hiếm gặp xảy ra trong điều kiện thời tiết không ổn định. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lốc xoáy mạnh ở Quảng Châu lần này, trong đó có luồng không khí ấm và ẩm từ phía tây nam biển Đông tiếp tục mạnh lên, vận chuyển một lượng lớn hơi nước và năng lượng đến Quảng Châu. Tình trạng thời tiết không ổn định với độ ẩm và nhiệt độ cao tại Quảng Châu trong thời gian dài, một lượng lớn năng lượng không ổn định tích tụ gần mặt đất. Bên cạnh đó, luồng không khí ấm ẩm gia tăng trong ngày 27 tháng 4, kết hợp cùng với các nguyên nhân khác đã dẫn đến lốc xoáy mạnh một đoạn video cho thấy một chiếc xe tải biêu chính nằm trên đống đổ nát của một tòa nhà và cây cối. Đội cứu hộ đã đi từng nhà, từng xe để tìm kiếm nạn nhân hoặc người sống sót. Phát biểu từ Shufo vừa qua, thống đốc bang Oklahoma Kevin Stitt cho hay có 4 người được xác nhận đã thiệt mạng trong bang. Ông Stitt đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày để thúc đẩy hỗ trợ cho 12 hạt bị ảnh hưởng nặng nề nhất và cho hay ông đã liên hệ với chính quyền liên bang để được hỗ trợ. Ngoài ra, một người đàn ông ở bang Iowa bị thương trong cơn lốc xoáy đã qua đời tại bệnh viện sau đó. Theo trang web poweroutage.us, tính đến sau khi cảnh báo chỉ số nhiệt ở Philippines có thể đạt mức cực kỳ nguy hiểm lên đến 57 độ C, ông Meliton Guman, người phụ trách bộ phận đánh giá tác động của cơ quan khí tượng, địa lý và thiên văn vật lý Philippines, Pagasa, đã nhắc lại sự kiện lịch sử vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, khi nhiệt độ kỷ lục 57 độ C được ghi nhận tại San Jose, Occidental Mindoro, dựa trên các số liệu từ năm 2010 đến năm 2023. Chỉ số nhiệt cao nguy hiểm tiếp theo được ghi nhận lần lượt là 55 độ C tại thành phố Daguban, Pangasinan vào ngày 9 tháng 5 năm 2016 và 54 độ C tại Abari, Cagayan vào ngày 18 tháng 5 năm 2021. Ông Guman cảnh báo rằng, ở vùng thủ đô Manila, chỉ số nhiệt có thể lên tới 48 độ C sau khi vùng này đã đạt mức 45 độ C. Tình trạng này đặc biệt đáng lo ngại đồng thời đòi hỏi sự chuẩn bị và ứng phó kịp thời từ phía chính quyền địa phương. Trong khi đó, theo Cục Thời tiết Quốc gia Philippines, chỉ riêng ngày 30 tháng 4 vừa qua, hơn 40 khu vực trên toàn quốc sẽ phải đối mặt với mức nhiệt độ nguy hiểm do tác động của hiện tượng El Nino và mùa khô kéo dài tại Philippines. Theo Pakasa, nhiều thành phố của Philippines sẽ chịu đựng thời tiết nóng từ 40 đến 45 độ C và xu hướng này dự kiến kéo dài suốt tuần thứ hai của tháng 5. Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với dân cư và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ sức khỏe và an toàn của người dân tình trạng nhiệt độ cao đang gây ra nhiều thách thức và nguy cơ cho người dân philippines việc tăng cường công tác cảnh báo ứng phó và hỗ trợ từ phía chính quyền và cộng đồng là cần thiết để giảm thiểu tác động của thời tiết nóng lên sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của người dân